Chào các bác nhá. Hôm nay em trân trọng giới thiệu đến cho các bác chiếc xe lăn Komatsu FG15-15. Chiếc này thì là máy xăng nha các bác nhá. FG là máy xăng hoặc xăng ga. Ga online đấy. FF là Focus, còn G là ga online, xăng hoặc xăng ga. Thì chiếc này thì em đã sơn tỉa, chưa có bảo dưỡng, mới sơn tỉa lại cho sạch đẹp thôi. Và trang bị chức năng cơ bản, chạy số sàn, 2 lốp trước hơi, 2 lốp sau lốp đặc. Càng chiếc này thì đang ở dài 90 phân. Các bác lấy thì có thể đổi lên càng 4m1. Càng lốp thay theo yêu cầu hoặc là chiếc lăng. Các bác muốn lắp thì em đều lắp được, gật gù dịch giá, dịch càng. Thậm chí là cả lốp kép luôn. Chiếc này thì em sơn tỉa lại. Cái dòng 1 tấn rưỡi máy xăng này thì là giá nó chỉ loanh quanh khoảng 70 triệu thôi. Từ khoảng 70 triệu đến 90 triệu hoặc là 100 triệu tùy từng xe, đời thấp đời cao. Chiếc này thì đời gọi là vừa vừa, thuộc dạng đời trung thì giá nó rất là rẻ luôn. Em giới thiệu đến các bác mà làm nước gạch, làm nước ngọt này, hoặc là làm em xe nước ngọt hoặc là làm giấy thì có thể tham khảo chiếc như này. Về lân thi thoảng mới lân. Lân nhiều thì người ta dùng máy dầu, mà lân ít thì dùng máy xăng. Máy xăng này thì là sửa chữa rất là dễ luôn, các anh thợ xe máy cũng sửa được. Thì sơn tỉa ngon lành này. Xe thì chưa có bảo dưỡng nhưng mà vẫn có đèn còi đầy đủ. Lốp này, lốp rất đẹp luôn, lốp sau này. Các bác thích lốp trước đặc, em sẽ xay lốp dàn đặc cho bác thoải mái. 1,5 tấn là đồ trọng 15 này. 15 này. Xe thì là nhập giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, chạy số sàn. Ok, rồi là côn này, phanh ga. Đấy, thì là máy máy 4P. Máy 4P. Đấy, đây là số máy các bác nhá. Số khung số máy này. Đấy, cổ đề nguyên zin này. Đấy, nguyên zin từ Ngoài Đốc này. Ngoài Đốc là nguyên zin, máy móc thì khô ráo. Không có chảy dầu chảy mỡ anh nhá. Giá rất là rẻ, vài chục, khoảng loanh quanh khoảng 70 triệu đó bác, còn nghe em này, rất là rẻ. Đấy. Thì máy thì búng cái lên thôi. Đấy, búng cái lổ. Máy xăng này. Đấy, máy búng cái lổ. Đấy, vận hành thì rất là êm ái, đây em sẽ vận hành cho bác. Lưng hạ này. Xe thì có tháp lưng cao tối đa là 3m. Đấy, 1,5 tấn lên lưng hàng nhẹ này, người ta không thiết kế 4m nhiều. Đấy, tùy từng công việc thôi. Bắt đầu từ 2 tấn mới phổ biến từ 4m các bác nhé. Đấy, Ducati này. Rất là sáng luôn. Đấy, tiến lùi lưng hạ rồi là nhẹ nhàng. Chạy một vòng cho các bác xem. Đấy, cua. Đấy, nhẹ nhàng các bác nhá. Giá thì rẻ thôi, vài chục triệu ngay em này. Các bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 037 987 5765. Em tên Lân. Đấy, địa chỉ kho bãi bên em ở mặt đường quốc lộ 17, Phú Tam Má, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi sẵn chăm xe nhá. Đây là có bác khách, bác ấy đang lái thử con 3 tấn 7. Đấy, bác khách làm vật liệu dựng ở trên thành phố Bắc Linh, thị trấn Lim. Đây sẵn rất nhiều xe, trọng tải từ 1 tấn đến 4 tấn cũng có rất là nhiều, xăng, ga, dầu, điện. Quý khách quan tâm thì cứ alo trực tiếp 0379875765. Em cũng dùng Zalo số đấy luôn, các bác nào mà cần thì cứ kết nối. Dòng này thì dạo này em đang bán rất là chạy luôn. Đấy, một tháng thì trung bình một tháng cũng giao khoảng 3-4 chiếc rồi. Đấy, không tính cái chiếc 2,5 tấn 3 tấn kia. Đấy, rất nhiều luôn, tầm này gần Tết các bác đi mua rất là nhiều. Đấy, thì video của em này là kết thúc. Em nếu các bác thấy video hay thì cho xem một like, đăng ký kênh ạ, bấm chuông để nhận những thông báo mới cho các em ạ. Xin chào các bác trong những video tiếp theo ạ.